Truyền thông 4 bước, thổ phỉ hóa anh hùng. Trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán mất kiểm soát, giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục nhấn mạnh số ca nhiễm bệnh trong nước đã về không, các nơi dần khôi phục lại đi làm như bình thường. Trong khi đó, bên ngoài Trung Quốc dường như tình hình lại rất không ổn, thậm chí có thông tin nguồn gốc virus này lại từ phía Mỹ. Ngày 2 tháng 3, Hà Thanh Liên, một học giả tại Mỹ đã tiết lộ kế hoạch 4 bước mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra để kiểm soát dư luận về dịch bệnh. Và đứng sau tấm màn đen trong đợt phòng chống dịch lần này, Vương Hộ Ninh được cho là nhân vật vẫn luôn trực tiếp thao túng dư luận nhằm mọi giá đạt được cái gọi là duy trì ổn định. Tiến trình này được chia thành 4 bước như sau. Tang sự coi như hỷ sự. Hiện tượng tang sự coi như hỷ sự đã được thể hiện rất rõ trong việc xử lý thiên tai, nhân họa lần này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, điều gây tranh cãi nhất là dịch bệnh vẫn chưa ngưng nghỉ thì cuốn sách mới do Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chế tác có nội dung tuyên truyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống dịch như thế nào, ca ngợi Tập Cận Bình hết lời. Trước đó đã nhanh chóng được ra mắt chuẩn bị chào bán, khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. 2. Thuyết âm mưu virus có nguồn gốc từ Mỹ. Ngoài ra gần đây, thuyết âm mưu virus có nguồn gốc từ Mỹ đang được lan truyền trong các nhóm dư luận tại đại lục càng diễn ra càng náo nhiệt. Mãi tới ngày 27 tháng 2, ông Trung Nam Sơn, trưởng đoàn chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc mới nói, trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc chưa hẳn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lời này của ông Trung Nam Sơn đã gây náo loạn cả một vùng. Học giả Hà Thanh Liên trú tại Mỹ đã đăng một bài viết trên trang Up Media cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc hô biến Trung Quốc từ một quốc gia xuất khẩu virus thành nạn nhân. Trong nỗ lực trốn tránh, đun đẩy trách nhiệm ấy đã cố tình tạo ra điểm ngoặt trong dư luận, tìm kiếm con dê thế thần, tức kẻ thế tội trước nguồn gốc của virus. 3. Chúng ta đã chiến thắng. Hà Thanh Liên cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình tạo ra điểm ngoặt dư luận này được thúc đẩy bởi 3 sự kiện vào ngày 26 tháng 2. Sự kiện đầu tiên là thông báo của WHO, tổ chức nắm quyền công bố tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới như sau. Ngày 26 tháng 2, tình hình dịch bệnh đã xuất hiện điểm ngoặt, nghĩa là số người được chẩn đoán lây nhiễm bên ngoài Trung Quốc lần đầu vượt quá so với số liệu bên trong Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu đăng tải thông tin này dường như đang tuyên bố rằng Trung Quốc đang đau khổ vạn phần vì dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành, nhưng số người lây nhiễm tại các nước khác còn nhiều hơn Trung Quốc nước ta, chúng ta đã thắng. Sự kiện thứ hai là thành phố Bắc Kinh tổ chức họp báo về tình hình kiểm soát, phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán lần thứ 32 với chủ đề Viêm phổi Vũ Hán lan rộng tại hải ngoại và thành phố quốc tế, Bắc Kinh nên tăng cường phòng ngừa dịch như thế nào? Ngụ ý rằng Bắc Kinh, thành phố quốc tế này, cuối cùng cũng có thể áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh, kiểm tra, phải cách ly với người dân của những quốc gia khác có dịch bệnh nghiêm trọng. Sự kiện thứ ba là Bộ Chỉ huy Công tác Phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán thành phố Trung Vệ, Ninh Hạ ra thông báo. Trong ngày hôm đó, thành phố này đã phát hiện một trường hợp nhiễm virus Trung Cộng từ hải ngoại vào. Người này đi từ Iran qua Moscow về nước. Đúng lúc sau khi ba sự kiện trên xảy ra, chuyên gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới bắt đầu hỗ trợ công kích. Ngày 27 tháng 2, ông Trung Nam Sơn nói bóng gió về việc nguồn gốc của virus có nhất thiết là từ Trung Quốc hay không, đâu mới là tâm dịch. Cùng với đó, Tổng Giám đốc của tổ chức WHO nhấn mạnh trong Hội nghị An ninh Munich, Trung Quốc đã hy sinh bản thân trở thành quốc gia phòng ngừa dịch số 1 thế giới. Song song với việc nỗ lực gỡ bỏ các báo cáo về việc che giấu tình hình dịch bệnh của các website chuyên ngành như Caixin và Caixin, các kênh truyền thông của giới chức Trung Quốc lại không ngừng đưa tin thất thiệt về những quốc gia khác, hòng vẽ nên một bức tranh loạn lạc bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, ví dụ như Daegu, Hàn Quốc tiến hành phong tỏa quy mô lớn nhất. Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc có thể kéo dài tới cuối năm. Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm bệnh. Số ca chuẩn đoán nhiễm bệnh của Pháp tăng mạnh, lên tới hàng trăm người. 4. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đang cứu vớt toàn thế giới. Bước tuyên giáo duy trì ổn định thứ tư, vở kịch Trung Quốc cứu vớt toàn thế giới đã mạnh nhà xuất hiện. Suốt mấy ngày qua, các kênh truyền thông đại lục liên tiếp đưa tin Đảng Cộng sản Trung Quốc cử chuyên gia y tế tới hỗ trợ Iran. Kênh truyền thông của giới chức cao giọng dẫn lời nhân sĩ quốc tế thân cộng rằng Trung Quốc đã tranh thủ thời gian cho thế giới. Trung Quốc đang cống hiến vì toàn nhân loại. Trung Quốc đã triển hiện việc làm của một cường quốc có trách nhiệm. Nếu không có sự nỗ lực của Trung Quốc, số ca nhiễm lây trên toàn cầu còn cao hơn rất nhiều con số này, vân vân, nhằm giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc thoát tội che giấu tình hình dịch bệnh. Mặt khác, sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, giới truyền thông đại lục dồn dập đưa những tin tức ấm áp, đặc biệt là Nhân dân Nhật Báo, kênh truyền thông của giới chức
cực lực tổ vẽ cảnh Thái Bình bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm nay, thi thoảng lại đăng tải một loạt bài tuyên truyền Tổng Bí Thư đã tới thăm nhà tôi, chỉ chẳng nhất. Tuy nhiên, mặc cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả bộ máy truyền thông, các chuỗi bài ấm áp này tiếp tục bị cư dân mạng là ó. Trong bài phân tích, học giả Hà Thanh Liên còn cảm thán: trình độ vô sỉ của những ngòi bút dũng cảm trong thời kỳ cách mạng văn hóa như Lương Hiệu, Diêu Văn Nguyên vẫn còn khiêm tốn hơn so với những kẻ viết lần này. Tấm màn buông xuống, vở kịch lớn đang dần dần hiện ra trước hàng triệu con mắt người dân thế giới. Chúng ta hãy cùng theo dõi, quan sát và suy ngẫm về những diễn biến tiếp theo của bức tranh đại dịch toàn cầu, virus Trung Cộng.